Xin chào các bác. Ngày hôm nay em Mịch lại có một chuyến hành trình. Mà hành trình này là không tốn 1.000 tiền xăng nào các bác, chỉ có chạy dầu diesel thôi. Con này là đang chạy trên em Santa Fe và máy dầu các bác ạ. Máy dầu chạy dầu diesel thì bây giờ là còn đây này, đồng hồ nó đang báo còn có 95 cây này. Đấy, đồng hồ xăng chuẩn bị xuống vạch E này. E là chữ viết tắt của chữ MT tiếng Anh sắp hết. Còn vạch F là chữ full, full có nghĩa là đầy. Đấy, thì bây giờ anh em mình vào cửa hàng xăng dầu này đổ. Em xác định là chỉ đổ 800 ngàn các bác ạ. Xe Hàn Quốc hay xe Nhật Bản thì là cái bình xăng, nắp bình xăng nó ở bên người lái. Còn xe của Mỹ thì là... xe của Mỹ thì là nó sẽ ở bên đằng phụ các bác nhé. Phanh tay đâu? À, phanh tay thì dẫm bằng chân. Đây, phanh tay thì em dẫm bằng chân. Mở rồi, để mở nắp dầu nhá. Cái nắp dầu nó ở đâu nhỉ? Đây, nắp dầu đây các bác này. Đấy, gương kính chỉnh điện hết sạch. Đây, bây giờ các bác nhìn nhá, 94 km này. Đấy, phanh tay thì dẫm bằng chân. Nó có cái chữ màu đỏ lên báo chữ P kìa, là phanh tay nhá. Đấy, hiện tại trên xe này là nhiệt độ điều hòa là tự động này các bác này, hai vùng độc lập. Các bác kéo kính lên hôi dầu lắm. Đang bật gió trong này, outside này là nhiệt độ bên ngoài đang 34 độ này. Đấy, gió hai bên này. Con này thì có cả sấy ghế các bác nhé. Đây, sấy ghế này bên đằng trước và bên đằng sau. Hai bên luôn. Đó, sấy ghế. Rồi là nghe gọi điện thoại các kiểu. Camera này xem có no signal, không có tín hiệu. Đấy. Bao nhiêu? 32,7 lít là 900 nghìn à? 800 nghìn. Đây 800 nghìn được 32 lít các bác nhá. Sắp xỉ xăng rồi. Đây, giá hai mấy nhỉ? 32,7 lít là nó đang báo ở đây là đi được 475 km này. Đấy. Đấy, dẫm phanh tay bằng chân. Rồi tiếp tục di chuyển các bác nhá. Odo này, con này chạy được 16 vạn km rồi này. Cực bốc luôn, vừa làm lại turbo mà các bác. Chạy ít nhỉ. Đấy, vừa bảo dưỡng turbo các bác nhá. Máy dầu thì bao giờ có turbo. Đấy, đi con này rất là lướt rồi. Các bác mà tí nữa chia sẻ về cách mua xe máy dầu các bác nhé. Thì nó có vài cái lưu ý. Ôi dồi ôi, các ông để xe này thì mình muốn để kiểu gì? Em để giữa nha các bác nhé. Nhưng mà có thằng nào mà lại chụp mình lên đau đầu lắm. Thôi để em mua mấy chai nước. Đây các bác. Đây, vô lăng này. Mua cái ghế này thì cái da này hơi kém rồi này, lúc em sẽ thay cái da này. Da này vẫn là da zin này. Đấy. Mượt mượt, các bác nhìn hôm nay chơi quả áo này hơi màu mè này. Rồi, đây để em quay tiếp. Đây nha các bác nha. Con này còn có cả trần 3D. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ. Hôm nay có đồng hành có anh Dũng, chủ tịch về bên bỉm sữa theo. Đây mùa in nước uống. Đó, Santa Fe biển 20. Đây xem là đây là VTEC. Rồi. Giờ chuẩn bị đi tiếp các bác nhá. Con máy dầu các bác nghe đấy nó hơi pành pành tí nhưng mà ngồi trong xe khá là êm nhá. Ôi giời, có con xe gì đây? Ôi, lái xe trốn đi đâu rồi? Này, đi ra kiểu gì? Đây các bác, đằng sau này. Bản này là bản SLX nhá. Nó có rất nhiều bản, ví dụ như có bản MLX nữa. Như bản này là bản SLX các bác nhá. Đấy, bản SLX thì các bác tìm hiểu thêm thì nó sẽ biết được rất nhiều chức năng hay của nó. Đấy, em cũng chưa biết được hết đâu. Con này thì kính các thứ là rin này. Đấy, chạy động cơ diesel. Cái bác này là bác đổi con Honda Civic với em. Đấy, con này là đời 2007. Con này 2007 các bác nhá. À 2008 đây này. 2008. Kính các thứ đều rin hết.
đang chờ cái xe kia đi đã. Đây các bác ơi, cam lùi này, cam lùi này thì có vẻ hơi trống dưới mà nhìn cái màn này chán nhỉ. Con này phải lắp lên màn Android các bác ạ, thì may nhìn nó mới sướng được. Nhưng mà thôi thì mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa thì em nó cũng là đẹp rồi nhưng mà bây giờ lại thành xấu nhỉ. Đấy, 16.720 km đây các bác nhá. Bây giờ em khởi hành bắt đầu từ cái trạm mà dừng nghỉ Hải Đăng này để bắt đầu di chuyển lên Lào Cai. Đấy, xe thì được ốp gỗ nó rất là tinh tế. Thay tay nắm cửa chưa? Nhật là Shimagoku nhưng mà không biết là cái Hàn Quốc là cái gì nhỉ, hay là gỗ ép. Đây này các bác này. À, bắt đầu qua Đa Phúc các bạn đến địa phận của thủ đô Hà Nội. Thì quốc này là sẽ đi hơn 300 km các bác nhé, đi lên trên thành phố Lào Cai và để mua một con i10 số tự động. Giao lưu với một cái thằng em, hôm nọ nó mua giao lưu với em một con rồi, hôm nay em lại mua giao lưu với nó một con. Vừa là gọi là thôi thì chỗ đi lại và giao lưu thôi các bác ạ. Thì chạy chủ yếu là để trải nghiệm cái con Hyundai này, Hyundai Santa Fe này các bác nhá. Đấy, bác nào mà kết thì xem xong cái video này có nghĩa là em đã trải nghiệm nó một quãng đường là cả lên cả xuống là gần 700 km. Đấy, các bác yên tâm mua về trải nghiệm. Đang quay phim cho các bác hay hay đây các bác này, chuẩn bị vào lối vào cao tốc Hà Nội Lào Cai rồi, còn có 200 m thì lại phải có một lịch trình khác các bác ạ. Có một bác ở bên Từ Sơn Bắc Ninh lại gọi em bảo có một con i10 nó đẹp hơn con của mày mua hôm trước, thấy anh ấy bảo thế. Ai, thế thì bây giờ em lại đi em xem, ông bảo nếu mà ra tả xe mà có một vết xước anh cho mày 5 triệu đi về. Bảo em chỉ lấy 5 lít thì 5 triệu ông xót tiền làm gì có cho được đâu các bác. Lấy 5 củ ngại ấy, không muốn lấy, lấy 500 tiền dầu. Thôi bây giờ em đi sang đấy mua một con các bác nhá, xem là hy vọng là mua được. Đồng lúa này các bác này, đúng cảnh Việt Nam nhỉ. Các bác miền Tây thì nhiều đồng lúa nhưng mà đây là Bắc Ninh các bác nhá, cũng rất là nhiều lúa. Đấy, thì bây giờ em lại xuống khu đằng Từ Sơn. Bác em mà gọi muộn tí nữa thôi là đi vào cao tốc là lại phải mai quay về các bác ạ. Thì hy vọng là bác em nói là chuẩn. Đấy, nói chuẩn không là mất công mất việc lắm. Bác ấy bảo là không có một vết xước, có một vết xước cho mày luôn 5 triệu thì không biết là có thật không. Nhưng mà nếu mà xe mà chạy 2.2 là ngon đấy các bác ạ. Một vết xước hay không vết xước thì nói thẳng luôn là kể cả xe mới thì may ra mới không có vết xước rồi, chứ còn xe cũ thì bác ấy tả nghe thế thôi, mình cứ phải trừ hao đi một tí, miễn làm sao không đâm đúc, không ngập lội gì thì là ok rồi. Đấy, để đi đó các bác nhé, không quay cái phim này nó nhiều, nó dài quá là các bác xem nó cũng ngán ngẩm đấy. Đến Hà Nội này. Đây các bác, đang cùng em nó di chuyển ra quốc lộ rồi. Nãy thì em bận live stream. Có lẽ là sau này em sẽ quay cái clip chi tiết hơn cho các bác. Đấy, về cơ bản con này là 2.2 và chạy zin các bác nhé. 2.2 zin, nhiều bác mà theo dõi em ở trên Facebook, ở trên trang Facebook thì các bác đã hình dung ra rồi. Và hôm qua vào cái giờ này các bác đang xem này là chính là em đang live stream. Nhưng vì lý do là cầm cái điện thoại quay live stream nên là không quay được cho các bác lúc xem chi tiết các bác nhé. Các bác có thể xem chi tiết qua YouTube thì các bác có thể xem ở trên kênh Việt Bắc Kha. Còn đây kênh Việt Bắc Auto em phụ trách thì em lại lúc đấy em bận live stream trực tiếp, có nghĩa là mua trực tiếp, báo giá trực tiếp. Đấy, thì con này em đã mua 325 triệu rồi các bác nhé, không chưa có phí rút hồ sơ, chưa có tất cả mọi cái khác. Đấy, thì con này là i10 sản xuất vào năm 2020, số tự động bản full, một máy 1.2, màu đỏ chính chủ của bác này, bác Nguyễn Bắc Ninh. Và hiện tại mới chạy được có 2.2 vạn km thôi. Đó, thì con này rất là đẹp, mà các bác có thể là mua về chạy trong phố, đô thị, rồi là đi đưa đón con đi làm vài 30 cây, 50 cây thì rất là ok, tiết kiệm xăng. Đấy, bây giờ lại tiếp tục là đi gửi xe, bây giờ phải mang xe qua sân bay Nội Bài gửi các bác nhé.
gửi mấy cái nhà xe, nhà trông xe ấy, xong bắt đầu mới tiếp tục là đi lên Lào Cai. Đấy. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa và zin đét các bác nhé, không va chạm đâm đụng một tí gì luôn. Đấy, tất nhiên là sơn thì có xước vài tí, bác bảo cứ một vết xước là khu lăng mộ triều đại nhà Lý này, sau phải đến đây một lần mới được. Cứ một vết xước là bác ấy phải công như năm cũ. Đấy, nhưng mà thực tế là đấy, như em bạn em nói rồi đấy, xe cũ mà không thể không xước được đâu. Rồi bây giờ lại vào cao tốc Hà Nội Bắc Giang, nhưng mà tí nữa sẽ quay lại để ghép vào cao tốc CT07 là Hà Nội Lạng, mà là Thái Nguyên Hà Nội các bác nhé. Đấy, nay có đường xá toàn cao tốc cũng thuận lợi các bác ạ. Đây này, từ Bắc Ninh thì mình lại từ Bắc Ninh ban nãy lại lộn qua Hà Nội. Đấy, đi lên CT07 và bây giờ lại ra cái nút này là nút ra Bắc Ninh này, là để mình ra cho Nội Bài các bác nhé. Đi đường này thì mình, một là mình rẽ Bắc Ninh sẽ là thị trấn Chờ, tên là Chờ nhé các bác nhé. Đấy, còn đâu là mình rẽ bên tay trái này sẽ là đi sang Nội Bài. Đấy, thì các bác tiếp tục theo dõi video đi sang Nội Bài để gửi con xe ở cái bãi xe ở Nội Bài và đi lên cao tốc Hà Nội Lào Cai để mai quay về thì lấy các bác nhé. Sắp tới sân bay các bác, sắp tối rồi, có máy bay đang bay lên rời này. Đó, thì dưới bụng còn morning của bác nào này, có ba đợt sốc này. Bay rồi đó, sắp tới Nội Bài các bác ơi, sân bay ngay bên cạnh kia rồi, sắp tới chỗ nhà ga thì là vào đây để phải đón các bác, hai bác nữa để đi gửi xe đó. Khu sân bay các bác này, em E10 trước mặt này, vì là em quay nó ngược sáng nên đâm ra là bác nhìn nó hơi khó đâu. Bảo đi Lào Cai xuất phát từ 1:30 mà bây giờ vẫn ở Nội Bài các bạn, mà đã 4:30 5 giờ kém chiều rồi. Đây, thả hai đại ca xuống là cho ông anh này ông đánh xe vi. Đấy, đây, đấy, xe đi rồi. Rồi tiếp tục hành trình các bác nhá. Đang đi đoạn đất Vĩnh Phúc, bây giờ chuẩn bị sang Phú Thọ. Chào các bác 88 Vĩnh Phúc, chào các bác 19 Phú Thọ nhá. Đây là cầu sông Lô. Sông Lô này thì ngăn cách giữa Vĩnh Phúc và Phú Thọ, và là một con sông gọi là cũng rất là nổi tiếng ở miền Bắc này các bác nhé. Thì giờ này là các bác nhìn thấy mặt trời chuẩn bị lặn rồi, hoàng hôn. Đấy, nhiều bác là nó thơ ca một tí, đấy là những người có tiền đấy các bác, là nhìn hoàng hôn nó thấy đẹp. Nhưng còn ông nào nợ động hoặc là man nó đang khó khăn là chỉ bảo ôi sao sao hết ngày nhanh thế. Như em, hết ngày là phải trả lại. Nhìn hoàng hôn là hết ngày. Đấy, nhìn hoàng hôn này chuẩn bị là sắp kết thúc mất hơn 1 triệu bạc rồi các bạn. Là lo thế nào được trả lãi. Này mới mua được con E10 mà chưa bán, biết bán được bao nhiêu. Lãi lờ ra làm sao chưa biết. Đấy. Thì có biển rẽ bên tay phải này thì là sẽ đi vào trung tâm thành phố Việt Trì, IC07 đấy các bác ạ. Nhưng em sẽ đi thẳng, sẽ đi thẳng đến Lào Cai. Ở đây thì rất nhiều biển cấm tốc độ các bác nhé. Nói chung là mình đi đâu thì mình phải tuân thủ tốc độ. Đấy. Tiếp tục để di chuyển các bác ạ. Bây giờ đã là 5 giờ, gần 5 giờ rưỡi chiều tối rồi. Đấy, di chuyển cái đã. Đây các bác Lào Cai, bác đi con X-Browser này. Đó.
Santa Fe các bác nhé. Em lại định mở ra để xem dầu nước mọi cái. Nhưng hóa ra là không nóng mấy này, gần như là ấm ấm. Rồi vào đây nghỉ đã các bác ạ, cho xe nghỉ ngơi, người mình cũng nghỉ ngơi. Đó. Lốp này, trước khi các bác đi đâu xa nhé, xuống xe cái mình vừa nghỉ ngơi, xe nghỉ ngơi thì mình kiểm tra lại lốp đi, xem có cái gai cái đinh nào nó găm vào đấy không. Đấy, thì biết đường mà xử lý các bác nhé. Thì cái này là cũng tùy từng người thôi. Em thì em đi đâu xa xa thì mình hay quan sát theo kiểu như vậy, hoặc là lốp nó bị phồng bị phình ở đâu đó là mình biết. Ai rồi, đây này, vừa mới nói này, các bác nhìn này. Ôi dồi ôi luôn. Bây giờ làm nào? Bây giờ thì làm thế nào, rút không dám rút quả đinh này. Đấy, vừa mới nói xong. Đi đường xa rất là nguy hiểm. Ái chà chà. Lốp phụ hôm nay không biết là đây lốp phụ có, nhưng mà không biết có bơm vào không. Bơm lại không mang về. Ai giờ giờ làm nào đây? Rồi các bác ơi, nhìn ở trong điện thoại thì vẫn rất là sáng, chắc là có lẽ là tự động lấy sáng, nhưng mà thực tế là tối rồi các bác nhé. Đây xe bật đèn rồi này, đấy, xe đã bật đèn rồi. Và bây giờ thì em vẫn đang tiếp tục trên đường, nhưng mà đoạn này đang là đi qua Phú Thọ rồi các bác nhé. Thì chắc có lẽ là tí nữa sẽ buổi tối sẽ không quay được nhiều, và sáng ngày mai sẽ xem xe. Hôm nay nhé, lịch trình là 6 giờ tối đã đến rồi, nhẽ ra bây giờ đến rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa ấy. Bây giờ mới đang nút giao IC Cẩm Khê đâu các bác, mới là đến Cẩm Khê IC10 Cẩm Khê Phú Thọ đấy. Nhưng mà thôi không sao, hôm nay đã mua được con I10 đấy rồi, mai lại chắc chắn là tiếp tục con I10 như này nữa các bác nhé. Đấy, em đố các bác biết ngay bên dưới này là sông gì, các bác comment xuống dưới giúp em. Đó, bây giờ đang đổi lái. Anh Dũng bên chuyên về thời trang cho các cháu thì đã lên lái rồi. Và bên này còn bác Cường ngồi đây nữa, tí lái tiếp ở cái chặng cuối. Nói chung là cái tuổi này thôi bác lại lão ấy, tức là mắt lão thị ấy các bác, cận thị và viễn thị ấy. Thế ông ấy lại lái được cái chặng tối, thế mới hay chứ đi. Thế em là cái tầm chặng vàng này, mắt cận này đúng là củ chuối rồi các bác ạ. Giờ đeo 1.5 rồi. Bây giờ đi tiếp tục đi nhá, lên Lào Cai. Đây các bác ơi, qua một cái đường hầm này. Đấy, cái Lào Cai này thì đi qua đây thì chỉ có một cái đường hầm duy nhất này thôi. Đấy, còn đi dọc vào miền Trung cơ thì có nhiều đường hầm, hầm đèo ngang, hầm đèo cả các kiểu. Đấy, rồi là hầm đèo Cù Mông các thứ. Hầm này thì cũng ngắn thôi, khoảng 300-400 mét là đến, là đi xuyên qua. Đấy, ban đêm nhìn con Santa Fe này cũng rất là đẹp đúng không các bác? Nhìn đèn đóm các thứ cũng ra gì ấy chứ. Rồi đi tiếp các bác nhé. Hết hầm rồi này. Thì nó giống như một cái cây cỏ ấy. Giống như bọn em chanh. Nhìn, bọn em nhìn quen, bọn em biết rồi. Đúng rồi. Đấy. Dập dìu ngồi trên nhà sàn anh Cường mà làm cái nồi thắng cố nó ra gì đấy. Đây các bác ạ, buổi sáng ở Lào Cai thì em I10 đằng sau kia, tí nữa em quay cho các bác rõ hơn. Cũng mua lại của thằng em ở làm ô tô ở trên này thôi. Nhưng mà anh em mới làm, trẻ tuổi mới làm, nhưng mà giao lưu với nhau một tí nữa các bác, gọi là mua bán cho nó vui thôi. Cuốn sủi à? Cốn à? À đây đây. Cốn sủi. Cốn. Cờ ôn côn sắp cốn. Mì văn thắn, sủi cảo. Sủi cảo mì văn thắn thì nghe rồi. Món này là hôm nay lần đầu tiên ăn các bác nhé. Thử cái. Đây các bác ơi, giao lưu với thằng em nó một con này là I10 2017 nguyên bản các bác nhé. Nguyên bản một chủ từ đầu Lào Cai. Đấy. Thì cái xe này thì cái phần ba đợt sốc nhựa này chầy một tí thôi. Đây là salon Trung ô tô Ka Tây Bắc. Đấy, anh em này rất là tuyệt vời, trẻ nhưng mà cũng đang rất là cố gắng các bác nhé. Đấy, kênh của em là cái gì nhỉ? Em
À, Trung Ca Tây Bắc à? Cũng YouTube đấy. Đấy thì anh em có thể là giao lưu với em ấy. Đây số điện thoại đây các bác nhé. Đấy, khu vực anh em Lào Cai thì có thể là đến đây mua bán xe rất là thoải mái. Đấy. Và em giao lưu với cậu ấy con i10. Con i10 này sản xuất vào năm 2017 các bác ạ. Thực ra là mua về thì gọi là giao lưu nên là về cái mặt lợi nhuận thì nó cũng bình thường thôi. Không được nhiều lắm nhưng mà không sao. Được cái là xe rin các bác ạ. Đấy, thì về dọc đường em đến trạm dừng nghỉ em quay cho các bác tiếp. Bây giờ anh em lên đường rồi đã. Đấy. Con này 2017 màu đỏ. Đấy. Cái này ấy là mua để làm gì các bác biết không? Mua để đáp lễ. Đây này. Hôm nọ em mới mua cái con này của em là chạy có 1 vạn 3 thôi. Có 1 vạn 3 nhá, chính chủ Thái Nguyên. Đấy, biển Thái Nguyên đây này. À, bây giờ lên vạn 4 à? Hôm nọ vạn 3 mấy trăm ấy thì em đi từ dưới kia lên mà. Ờ. Thì các bác nào mà muốn mua con này thì liên hệ với em ấy. Cái số điện thoại thì ban nãy vừa quay mấy phút trước ấy, thì con này nó có cả màn Android này, rồi là cam cái bộ cam hành trình các bác nhìn này. Đấy, có cả cam bên trong nhá, có cả cái cảm biến lùi. Đấy, rất là đẹp. Con này thì mới. Nói chung là bác nào mà mua con này thì quá là ok. Hôm vừa rồi có mấy bác mà hay gọi cho em ấy thì các bác liên hệ lại số này, cái số ban nãy ấy, để mua cái con này nhá. Đấy, giá đều rất là hợp lý và xe thì em mua lại của chính chủ rồi. Cậu này gọi là bán giao lưu với cậu ấy một cái để cậu bảo lấy ngày để khai trương cái cửa hàng. Đấy, và hôm nay em lên gọi là đáp lễ để mua một con gọi là giao lưu, đúng giao lưu bằng tình cảm thực sự ấy. Đấy, cảm ơn em nhá. Đấy, ông chủ trẻ sinh năm 2001. Mày kém anh một giáp. Mày trẻ mà mày lại cố gắng thế này thì nghèo thế nào được. Đây cái thằng em này nhá các bác nhá. Vừa đẹp trai vừa ngon đúng không? Đây có cả thằng em Trung này nữa. Đà. Em Dũng nhỉ? Dũng. Rồi. Trung Dũng. Quá là ok rồi. Đấy. Con này thì nguyên bản 2017 mua chính chủ à? Mua chính chủ một chủ từ đầu. Một chủ từ đầu, chủ có cắm ngân hàng cái thiết gì đâu đấy. Cắm ngân hàng rồi em chết đi. Rồi, ok thế bây giờ em chạy ra các bác nhá. Đấy. Vừa mua 600.000 tiền xăng các bác ạ, được 23,6 lít. 87. Đấy và đi ở đây là chip B này, em reset lại hết này. Chip A thôi. Chip A này, rồi. Được 494 km nó báo ở đây. Đấy và bây giờ anh em mình sẽ di chuyển nhá. Xăng này. Chip A. Chip A. Rồi. Đấy chip A00. Ok. Bây giờ sẽ chạy đi về. Anh Dũng qua tiêu đường xem nào. Về Thái Nguyên các bác nha. Về thì dọc đường em sẽ nói nhiều hơn về con i10 này. Vì là hôm qua anh em lên tối muộn quá, sáng nay thì đi uống ly cà phê xong về nhà. Về đây là xem xe, hôm qua xem xe rồi mấy phút xong bắt đầu ấy luôn, xuống tiền luôn. Tại vì là cũng khá là tin tưởng anh em. Xuống nghỉ tí các bác, đang ở cái này là trạm, ở cái này là chỗ Yên Bái phải. Dừng nghỉ 171 này. Đấy. Nét căng luôn. Chung con này đi nhẹ nhàng, hợp lý. Đấy. Mọi cái là nét các bác nhá. Sản xuất 2017 chưa tới 300, loanh quanh 300 thôi. Là các bác có em i10 rồi. Đấy. Nghỉ tí đã, ngồi uống chén nước rồi đi tiếp. Quay về các bác ạ, quay về đến Vĩnh Phúc rồi này. Đang chạy trên em i10 đây. Nhớ 80. Cầu Sông Lô. Em i10 này đi tiết kiệm xăng các bác. Rất tiết kiệm xăng. Thành phố Lào Cai đến đây đã là hơn 200 km. Mà mất có một tí thôi. Còn đi thoải mái. Dưới này là Sông Lô các bác nhé. Đó, Sông Lô i10 1.2 số tự động, đã lắp màn Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, bản mềm bản full nên là nút tắt tốc kìa các bác. Đó. Đã quay về đến Nội Bài rồi các bác. Bây giờ là phải lấy con i10 nữa, hôm qua gửi ấy, để xong bắt đầu di chuyển về Thái Nguyên. Đây đang đến cái tháp không lưu này.
Sau 5 tiếng 24 phút là đã đi về đến nơi. Đây 336,8 km này. Vạch sang xuống hai vạch các bác nhá. À, vẫn còn xăng đây, còn xăng còn đi được 258 km này. Trời ơi, con xe này phải nói là siêu tiết kiệm. 5 tiếng à? 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng 5 tiếng 24 phút. 258 cây này bình quân 4,9 lít trên 100 km các bác ạ. Về tới nơi rồi. Em 2017 đây. Đó. Còn đây là em 2020 nhé. 2020 đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các clip tiếp theo nhé. Các bác mà kết hai em i10 này thì gọi điện cho em. Đấy, nhiều bác là chụp hôm nay đăng cái con 2017 này lên, nhưng mà nhiều bác là xem thì chả kỹ nên là thấy nhắn ở trên nó nhiều. Thôi thì em không giải thích nhiều nữa, mệt quá nhỉ. Bác nào cần mua xe thì gọi cho em, gọi trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.